Chào các bạn, tôi là Khoa Vũ, là nhà sáng lập của Phú Quốc Home.vn, website cung cấp những thông tin về quy hoạch và các văn bản có tác động đến bất động sản Phú Quốc. Và thời gian gần đây thì tôi có nghe ngóng một vài thông tin liên quan đến cái kế hoạch sử dụng đất năm 2022 và rất nhiều bạn đang sử dụng chúng, đúng không ạ? Tuy nhiên, tính đến thời điểm tôi làm cái video này là ngày 13 tháng 4 đúng không ạ, năm 2022 thì vẫn chưa có cái quyết định cho cái kế hoạch sử đất năm 2022 đúng không ạ. Mà ở thời điểm này là chúng ta đang ở trong cái dự thảo đúng không ạ, để mà lấy ý kiến của công dân, lấy ý kiến của người dân về cái kế hoạch sử đất năm 2022 và cái quy hoạch sử đất đến năm 2030 đúng không ạ. Thì như đây thì các bạn nói có sách mách có chứng đúng không ạ, thì đây tôi sẽ cho các bạn xem một cái, đó chính là cái một cái thông báo, một cái tờ trình của bên Ủy ban Nhân dân thành phố Phú Quốc vào ngày 28 tháng 3 năm 2022 liên quan đến cái việc là gì ạ? Về việc công bố công khai thông tin về nội dung quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất đến năm 2022 thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang để lấy ý kiến đóng góp của nhân dân, đúng không ạ? Thì ở đây là chúng ta sẽ lấy ý kiến đóng góp, và thông thường cứ có lấy ý kiến như này sẽ mất khoảng thời gian là 30 ngày đúng không ạ? Thời gian công khai lấy ý kiến của nhân dân đấy chính là 30 ngày. Đó. Thế thì là chúng ta ít nhất là chúng ta phải làm sao, chúng ta phải chờ đến 30 ngày sau đúng không ạ, thì chúng ta mới nghe thể hết tháng 4 này, thì đến sang đến tháng 5 đúng không ạ, chúng ta trình duyệt ký, thì có thể là trong tháng 5 thì chúng ta mới có cái quyết định sử dụng đất năm 2022, tức là so với năm ngoái thì chúng ta muộn hơn khoảng gần 2 tháng đúng không ạ. Đó, nên là một số hiện tại thì nếu như các bạn quan tâm đúng không ạ, vì cái này có công khai lên rồi, thì tôi sẽ chia sẻ cái file liên quan đến là cái kế hoạch sử dụng đất năm 2022 mà đang là lấy ý kiến đúng không ạ, thì các bạn có thể là truy cập và tải ở cái đường link bên dưới cái video này đúng không ạ. Đó. Ok. Thì đây chính là cái kế hoạch sử dụng đất năm 2022, để tôi mở cho các bạn xem. Đây đúng không ạ? Thì tại trong cái 2022 này, 2020-2030 này thì chúng ta thấy là gì ạ? Là khu tái định cư Đồng Ngây Sao đã được cho vào đây rồi đúng không ạ? Tiếp theo đó chúng ta sẽ có rất nhiều những khu khác nữa đúng không ạ? Rất nhiều khu khác nữa. Đây. Đây chúng ta có khu vực là ở phía Đông Dương Đông đúng không ạ? Phía Đông Dương Đông bắt đầu có tín hiệu cho vào đây rồi đúng không ạ? Tiếp theo nữa chúng ta có là gì ạ? Là khu Đường Bào đã cập nhật theo 1/2000 đúng không ạ? Đó, khu dân cư Đường Bào. Tiếp theo nữa đúng không ạ? Còn một vài thứ nữa nó liên quan đến là cái này, nó khá nhạy cảm đúng không ạ? Ok, cái Nam Đại Thành thì cập nhật mới nhất rồi đúng không ạ? Tiếp theo nữa là chúng ta thấy là gì ạ? Là một chi quy hoạch chi tiết của phân khu đô thị An Thới đã có trong cái bản mới nhất này. Đó. Ok đúng không ạ? Thì tất cả cái này thì chúng tôi đã làm xong cái bản map rồi. Tuy nhiên, chỉ khi nào mà ra quyết định thì chúng tôi mới công khai được cái bản map này đúng không ạ, để đảm bảo là cái thông tin nó được công khai, chính xác và minh bạch. Đó. Thì các bạn nhìn thấy đúng không ạ? Đó. Đều rất là cụ thể và chi tiết đúng không ạ? Ok, thế thì ở đây thì tôi sẽ mở lên cho các bạn là cái quy hoạch đúng không ạ, thì chúng ta thấy đây không ạ? Đây là 2021 này. Chúng ta thấy Đường Bào đúng không ạ? Cái 2021 chúng ta thấy Đường Bào này. Thì sang cái năm 2022 thì chúng ta thấy đây Đường Bào. Tôi về Đường Bào. 2022 đã có cập nhật lên đúng không ạ? Đấy, nên là những anh chị em nào mà đang mua đất mà nằm ngay cái mặt tiền của những cái đường nhánh như thế này thì xin chúc mừng đúng không ạ, là chúng ta đã có trong cái kế hoạch sử dụng đất 2022 rồi. Đó. Tiếp theo nữa đúng không ạ, chúng ta có cái khu vực bên phía là phía Đông Dương Đông đúng không ạ, trong một vài cái bản đã lách ra ngoài đúng không ạ, thì chúng ta có này các khu vực này. Thì tuy nhiên như tôi nói, đây vẫn đang là cái nó khá nhạy cảm vì nó chưa phải là cái quyết định chính thức. Đó. Đây trong cái này, những cái này nó có công khai rồi nên là chính vì thế tôi sẽ chia sẻ cái vấn đề này. Đó. Thì trong cái kế hoạch là 2021 thì cũng không có, đây chúng ta xem toàn bộ đất đỏ hết, nhưng phía Đông Dương Đông thì nó đã cập nhật mới rồi. Đây. Sau đó nữa là gì ạ, chúng ta sẽ có là cái khu là Đồng Cây Sao đúng không ạ? Ở đây bên Đồng Cây Sao cũng đã được cập nhật. Đó, đây là cũ, đây là 2021, đây 2022 đúng không ạ? Đấy, còn hiện tại đây thì là cái bản map mà chúng tôi đã có phát thảo thêm. Vì bản map chúng tôi đã làm lên đây. Đúng không ạ? Bản map đây. Thì như chúng ta thấy là diện và ví dụ như đây. Đường Bào đây đúng không ạ? Đó, Đường Bào. Hai nữa là diện chúng ta đến khu vực là khu vực của đây khu vực khu đô phân khu đô thị An Thới đúng không ạ? Đó. Tiếp theo nữa chúng ta có là gì ạ? Là
phía đông Trung Đông chúng ta cũng có luôn, phía đông Trung Đông cũng có luôn đúng không ạ? Đây đó. Đó là gì ạ? Là khu Đồng Ly Sao. Đấy, ngoài ra còn một số chỗ nữa thì cơ bản nhất thì trong cái kế hoạch sử dụng đất thì nó cũng có ghi rất là đầy đủ và chi tiết, thì các bạn hãy tham khảo trong đó đúng không ạ? Và khi chúng ta xem ở trong cái bản thảo đó đúng không ạ, thì sẽ có những cái thứ như thế này. Ví dụ như các bạn cho cái biểu đây là cái biểu liên quan đến với cái kế hoạch sử dụng đất Phú Quốc năm 2022 đúng không ạ? Thì tôi sẽ đây đến năm 2020 30 đây và 2023 2022 bên dưới, thì 2022 2030 thì các bạn hãy ý này, cái khu vực là đất trồng cây lâu năm là 5.590 ha đúng không ạ? Rừng phòng hộ 7.700 này, rừng đặc dụng là 29.000 này, 29.590 mấy này. Kéo xuống dưới thì chúng ta có diện là đất ở đúng không ạ? À đây, chúng ta có đất ở nông thôn là 2.100, đô thị 1.200, DKV là 1.800 đúng không ạ? Thì sau đó chúng ta xem, chúng ta hình dung là gì ạ? Đây nó cũng chỉ đang là những cái quy hoạch theo cái ở thời điểm hiện tại nhá. Thì chúng ta biết là Phú Quốc đang có mục tiêu trở thành đô thị loại 1 vào năm 2025 đúng không ạ? Tức năm nay mới là năm 2022, đang trong cái quá trình đúng không ạ? Vừa là về dân số, vừa là về kinh tế để đến năm 2025 để trở thành đô thị loại 1. Thì bên cạnh đó là gì ạ? Là các cái phường, các cái xã còn lại đúng không ạ? Như xã Dương Tơ, xã Hàm Ninh, xã Cửa Dương vân vân là đang có mục tiêu trở thành phường. Đó, nên chính vì thế nên là gì? Về việc đất ở nông thôn ấy, nó chỉ là ở thời điểm trước mắt, nhưng sau này khi lên phường thì nó sẽ là đất ở đô thị, đúng không ạ? Đó. Thì chúng ta xem ở đây thì chúng ta sang đến năm 2022 đúng không ạ? Chúng ta thấy là gì ạ? Là cây đô năm đang là 8.743 ha. Đấy. Rừng là 7.600. Đó. Kéo xuống khu vực là đất ở tại nông thôn là 1.400, tức là trong cái định hướng đến năm 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 2030 ấy, thì nó sẽ còn khoảng khoảng 2.000 khoảng mấy trăm hecta nữa. Đấy, nên là những anh chị nào mua đất mà đang là đất 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 ở nông nghiệp chẳng hạn đúng không ạ, thì nó có triển vọng nó sẽ trở thành là đất đỏ đó. Tuy nhiên như tôi nói là gì ạ, là Phú Quốc vẫn đang chờ chờ đến cái quy hoạch đến năm, thậm chí đến năm 2040, thậm chí đến năm 2050 luôn đúng không ạ? Nên chính vì thế nên là gì ạ? Là cái tầm nhìn nó rất là dài hạn. Nên chính vì thế là ngày hôm nay chúng ta mua cái mảnh đất ở Phú Quốc ấy, các bạn hình dung là gì ạ? Là cái trong cái diện tích nó khoảng tầm là rất lớn như vậy đúng không ạ, thì nó mới chỉ có một phần diện tích rất nhỏ nhỏ như thế này là đất ở thôi. Thì đấy là một trong những cái nó khá là bất cập ở Phú Quốc trong cái vấn đề mà thu hút dân cư đến đúng không ạ? Đó, đấy là chính vì thế đây sẽ là một trong những cái mà gì sẽ có rất nhiều cái điều chỉnh ở Phú Quốc trong những cái bản quy hoạch mới. Nên là các bạn yên tâm là đã mua đất Phú Quốc là chỉ có yên tâm là về lâu dài sẽ là có lợi đó. Và danh mục đúng không ạ? Một cái bản tiếp theo là danh mục các cái công trình dự án thực hiện trong năm 2022 trên địa bàn thành phố Phú Quốc, thì chúng ta sẽ thấy có những cái là năm đăng ký là đăng ký mới, sẽ có rất nhiều dự án đăng ký mới ở đây đúng không ạ? Tái định cư Đồng Cây Sao này 49 ha này chúng ta có ở đây đăng ký mới 2022, hay là khu tái định cư Tuyến Tránh thị trấn Dương Đông 50 ha cũng đăng ký mới năm 2022 luôn đó. Để chính vì thế nên là gì, là sắp tới Phú Quốc sẽ có nhiều những cái biến động nữa liên quan đến các cái dự án liên quan đến tái định cư. Và chỉ có khi nào có dự án tái định cư, dân cư được ổn định cuộc sống thì mới có thể là phát triển các cái dự án liên quan đến du lịch. Đúng ạ? Đó. Nên là đấy nó chung là một những cái nó gỡ rối cho cái Phú Quốc chúng ta thời gian tới. Gỡ rối cho các cái dự án đúng không ạ? Đấy, viện đường ven miền bãi trường này, chúng ta sẽ có rất đầy đủ và chi tiết trong cái kế hoạch năm 2022 như thế nào. Đấy, khu phi thuế quan cũng có luôn, các bạn thấy đây là khu phi thuế quan này. Đó. Để trường hợp mà các bạn muốn tra cứu thì các bạn có thể là có hai cách. Một là các bạn sẽ truy cập vào cái trang là phucoc.vn đúng không ạ? Sau đó các bạn vào mục là gì? Là bản đồ dự án. Trong bản đồ dự án thì tôi có một cái mục là danh dự án tại Phú Quốc. Các bạn nhấn vào đây. Thì các bạn có thể là tra cứu. Và nếu như muốn tích hợp vào Google Maps thì các bạn nhấn vào đây. Đúng không ạ? Còn nếu không thì các bạn muốn tra cứu thực tế ở trên map cũng được. Nó sẽ các bạn chấn vào đây thôi và các bạn tra cứu. Ví dụ như tôi muốn tra cứu vào cái dự án này chẳng hạn. Thì nó sẽ có thông báo về hình ảnh, về chi tiết cái dự án ở đây, thì đây là một trong những cái nó khá có lợi đúng không ạ, cho những ai mà đang đi tra cứu cái thông tin về cái dự án ở Phú Quốc đúng không ạ, phí thuế quan vân đúng không ạ, chúng ta sẽ có đầy đủ thông tin ở đây. Đó. Ok nhé các bạn, thì về cơ bản nó sẽ là như vậy ha. Ok, quay trở lại đúng không ạ, quay trở lại cái kế hoạch thì chúng ta thấy rất là nhiều rất nhiều dự án. Thì các bạn chỉ việc đơn giản là gì, các bạn truy cập vào website và tải ở cái đường link mô tả bên dưới bài viết này đúng không ạ, là ra thôi, là rất nhiều luôn. Đó, các bạn cứ tra cứu.
rất nhiều. Thì về cơ bản như thế thì là tôi cũng xin được kết thúc cái video ở đây ngày hôm nay, vì cái này liên quan đến việc là chỉ những ai mà đầu tư mà muốn tra cứu, nghiên cứu chuyên sâu về bất động sản Phú Quốc thì mới tìm hiểu đến những cái như thế này, đúng không ạ? Còn nếu như anh chị mà muốn mua an toàn thì cứ tái định cư hay dự án như là của Sun, của Tân Á, của Vin mà mua thôi, đúng không ạ? Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.